Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, thứ hai, ngày 7 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Vinh danh bài tròi, di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Bế mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018. Chuyên mục những bông hoa đời thường với phóng sự người cán bộ mặt trận tận tụy với nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật bài tròi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành trong cả nước. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng các nghệ nhân bài tròi. Bài tròi là môn nghệ thuật đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học. Loại hình này có xuất xứ Trung Bộ, phổ biến ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Thông qua việc UNESCO ghi danh nghệ thuật bài tròi, cộng đồng thế giới đã tái xác nhận, khẳng định kho tàng di sản văn hóa phong phú của Việt Nam và trân trọng ghi nhận những đóng góp của Việt Nam vào việc làm giàu hơn nữa kho tàng văn hóa của nhân loại. Bài tròi đã cho thấy rất rõ về hình ảnh đất nước Việt Nam, về tình bằng hữu trong xã hội, tình đồng đội, đồng chí giữa con người với con người. Đó là sợi dây liên kết chặt chẽ nhưng cũng rất cởi mở với du khách. Loại hình biểu đạt văn hóa như nghệ thuật bài tròi đã góp phần kết nối, tăng cường sự tương tác và gắn kết xã hội. Đó chính là lý do vì sao bài tròi có vị trí đặc biệt như vậy trong trái tim của mỗi người miền Trung Việt Nam. Sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với nghệ thuật bài tròi sẽ càng khích lệ cộng đồng thêm yêu mến và tham gia để di sản văn hóa phi vật thể quan trọng này tiếp tục được gìn giữ, thực hành và trao truyền cho các thế hệ tương lai. Thay mặt UNESCO, tôi chúc mừng Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo 9 tỉnh miền Trung, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cũng như toàn thể cộng đồng nhân dân địa phương, các nghệ nhân và những người đã đóng góp vào việc gìn giữ và ghi danh nghệ thuật văn hóa bài tròi vào danh sách di sản đại diện của nhân loại. Đây thực sự là một ghi nhận hoàn toàn xứng đáng. Vinh danh bài tròi, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tại buổi lễ, ông Michael Kropp, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam, đã trao bằng ghi danh nghệ thuật bài tròi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng đại diện 9 tỉnh thành phố có nghệ thuật bài tròi. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc bài tròi trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 12 của Việt Nam được UNESCO công nhận đã đưa nước ta xếp hạng thứ 8 trên 177 quốc gia thành viên của Công ước Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể. Điều này có ý nghĩa rất lớn, góp phần vun đắp tinh thần dân tộc, gìn giữ hồn cốt quê hương, trao quyền tri thức và gửi gắm tương lai. Đi cùng với niềm tự hào là trách nhiệm của mỗi chúng ta, trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật của bài tròi trước quốc tế. Vì từ nay, di sản này không chỉ của riêng Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân loại. Trách nhiệm đối với các bậc tiền nhân để di sản này tỏa sáng xứng đáng với vùng đất của một thời văn hóa sao huỳnh rực rỡ, xứng đáng với nền văn minh Champa, một thời vàng son, một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Việt Nam chúng ta. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc vừa là mục tiêu của phát triển, vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là sức mạnh nội sinh quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam long trọng cam kết cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng thực hành di sản, các cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy bền vững giá trị di sản nghệ thuật bài tròi Trung Bộ của Việt Nam, cũng như các di sản khác mà UNESCO đã công nhận, đảm bảo rằng cái gì thuộc cộng đồng sẽ trả về cho cộng đồng và qua đó chia sẻ các bài học thành công với các quốc gia, dân tộc có di sản tương đồng trên thế giới.
Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã công bố chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật bài tròi Trung Bộ Việt Nam với nhiều hoạt động sẽ được triển khai thực hiện. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng công bố và kêu gọi các bộ ban ngành, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan hữu quan, cộng đồng các địa phương là chủ thể của di sản nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam và nhân dân cả nước cùng thực hiện chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý giá này với những nội dung chính như sau. Một là tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam. Hai là tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương, hỗ trợ cộng đồng phục hồi, lưu truyền các bài bản cổ, các tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội liên quan đến nghệ thuật bài chòi. Ba là tôn vinh các cá nhân, các câu lạc bộ, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, có chính sách khen thưởng và phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo vệ, trao truyền những giá trị văn hóa của di sản nghệ thuật bài chòi. Bốn là tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học để truyền dạy và giáo dục thẩm mỹ, cảm thụ nghệ thuật bài chòi cho thế hệ trẻ. Năm là phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững. Cũng tại buổi lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề Âm vang nghệ thuật bài chòi được dàn dựng công phu, quy tụ gần 400 nghệ nhân, nghệ sĩ, ca sĩ của 9 tỉnh có di sản bài chòi tham gia trình diễn với nội dung đề cập đến quá trình hình thành và phát triển bài chòi. Nét văn hóa đặc sắc này của người miền Trung Việt Nam và bảo tồn, phát huy giá trị di sản bài chòi. Vừa qua, lễ trao giải và bế mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức với chủ đề phát thanh về công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đã diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 20 tác phẩm đạt giải vàng đã được vinh danh tại liên hoan phát thanh lần này. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các đài phát thanh truyền hình trong cả nước. 216 tác phẩm dự thi lọt vào chung khảo là con số thực sự ấn tượng, nói lên sự quan tâm của các đài phát thanh truyền hình, của những người làm báo phát thanh đối với kỳ liên hoan năm nay. Nhiều tìm tòi phát hiện nhiều cách làm phát thanh hiện đại được các nhà báo, các đài phát thanh truyền hình thực hiện công phu, sáng tạo, có giá trị chuyên môn cao và tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực. Một số tác phẩm có bản sắc đã vượt lên mặt bằng của kỳ liên hoan trước. Bên cạnh đó, khâu đạo diễn, dàn dựng kết hợp việc sử dụng âm thanh, tiếng đồng, âm nhạc hợp lý đã giúp cho các tác phẩm trở nên ấn tượng và hấp dẫn hơn. Ban giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm xứng đáng nhất để trao giải thưởng cao nhất ở năm thể loại là phát thanh trực tiếp, phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh và chương trình tổng hợp. Trong đó có 20 giải vàng, 53 giải bạc, 72 giải đồng và 68 giải khuyến khích. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên liên hoan phát thanh đã trao 4 giải dàn dựng chương trình hay, 2 giải cho người dẫn chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc nhất. Tham gia liên hoan lần này, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình dự thi 3 tác phẩm, trong đó có 1 tác phẩm được giải bạc và 2 tác phẩm được giải đồng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao cờ cho Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, đơn vị đăng cai liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa tổ chức lớp tập huấn pháp luật nghiệp vụ công tác phòng chống ma túy và tội phạm năm 2018.
Tại hội nghị tập huấn, các cán bộ đã được quán triệt, hướng dẫn tiếp thu những vấn đề cơ bản của pháp luật tố tụng hình sự có liên quan đến nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng, công tác nghiệp vụ và một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống mua bán người, giới thiệu hồ sơ và quy trình điều tra một vụ án hình sự, quy trình công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, trình tự, thủ tục trong thực hiện và giải quyết khiếu nại đối với công tác xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng. Thông tư 02 và 03 năm 2018 về việc đọc, ghi chép tài liệu và ghi âm, ghi hình trong điều tra hình sự. Trình tự thủ tục lập dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách phục vụ công tác phòng chống ma túy và tội phạm. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện điểm dân quân tự vệ cơ động và tại chỗ năm 2018. Năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chọn xã Đồng Trạch làm đơn vị huấn luyện điểm từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4. Sau thời gian huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Trạch đã rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác huấn luyện chiến sĩ, công tác xây dựng lực lượng, công tác cổ động thao trường và bảo đảm chế độ chính sách trong tổ chức huấn luyện dân quân. Sau khi thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế khuyết điểm, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu trong thời gian tới. Bây giờ là thông tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày hôm nay. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 7 tháng 5 năm 2018. Khu vực miền núi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 96%. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 61 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 93%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 mét. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018. Chuyên mục Những bông hoa đời thường với phóng sự người cán bộ mặt trận tận tụy với nhân dân. Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị liên ngành để thống nhất phương án tham mưu phân giao vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100 của Chính phủ. Thời gian qua, thành phố Đồng Hới đã tập trung khảo sát nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở xã hội theo nghị định 100 của Chính phủ trên địa bàn. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế nên trong đợt một này, thành phố Đồng Hới mới chỉ phân bổ số tiền 12 tỷ đồng. Tại hội nghị, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động Thương binh xã hội, Tài chính và 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã thảo luận, thống nhất đề xuất phân bổ nguồn vốn ưu tiên trên cho các đối tượng chưa có nhà ở, hiện đang sinh sống tại các phường có tốc độ đô thị hóa cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ba Đồn vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2018. Tại hội thảo, hơn 80 đại biểu là các nữ doanh nhân và các hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh đến từ 16 xã phường đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như mô hình sản xuất nón lá, mô hình may gia công, mô hình sản xuất nấm hữu cơ. Bên cạnh đó, đại diện các ban ngành chuyên môn cũng phổ biến cho chị em kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thông qua mô hình tổ hợp tác, ứng dụng khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp. Để chủ động phòng tránh và ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan
tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình thủy lợi trên địa bàn, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn để trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ nguồn vốn, nâng cấp, sửa chữa. Chỉ đạo đơn vị quản lý hồ, đập, xây dựng quy trình vận hành đối với các hồ thủy lợi chưa có quy trình vận hành. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát, xây dựng lực lượng quản lý chuyên trách đủ năng lực để quản lý hồ, đập. Nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo đôn đốc các chủ đập lập phương án phòng chống lụt bão cho các hồ chứa, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy lợi. Yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi do công ty quản lý. Lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, vận hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi tuân thủ quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu công ty cổ phần thủy điện Hồ 4 trong suốt mùa lũ thường xuyên duy trì liên lạc và thực hiện chế độ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương. Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình tăng cường công tác quan trắc, thu thập số liệu, dự báo, cảnh báo, phục vụ tốt công tác chỉ huy phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã chủ trọng thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân. Nhờ vậy nên nhiều hội viên nông dân đã được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Để xây dựng nguồn vốn, Ban vận động quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã tập trung tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 37 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 8 tỷ đồng, cấp huyện 6 tỷ đồng, cấp xã 23 tỷ đồng. Các cấp hội đã tạo điều kiện cho hơn 10.000 hội viên vay vốn để đầu tư phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp và một số ngành nghề nông thôn như làm hương, mộc mỹ nghệ, góp phần giải quyết việc làm và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ làm công tác mặt trận phải đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức tập hợp quần chúng để tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc. Ở xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, có một cán bộ mặt trận không ngại khó, ngại khổ, luôn tận tình hướng dẫn bà con về cách thức làm ăn, phát triển sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ông là Nguyễn Văn Tráng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Sơn. Thiếu hụt nguồn nhân lực và kỹ thuật sản xuất, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều hộ gia đình ở xã Trường Sơn không thể canh tác trên một số diện tích đất của mình. Để khuyến khích, động viên các hộ duy trì sản xuất, ông Nguyễn Văn Tráng đã tập hợp những người làm công tác mặt trận trên địa bàn xã để tổ chức họp bàn và đưa ra quyết định cán bộ mặt trận xuống đồng cùng bà con với các phần việc cụ thể như chủ động tiếp nhận và cải tạo diện tích đất để tái sản xuất, hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc và thu hoạch các loại cây trồng. Trước đây thì bà con chúng tôi làm kinh tế trồng sắn trồng khoai thì chưa biết am hiểu các cái kỹ thuật trồng trọt. Thực sự mà nói có các anh mặt trận xã về là bay về và tập huấn kiểu cách trồng, cho nên là mang lại hiệu quả cũng rất cao cho bà con. Thậm chí họ vẫn bỏ công và cùng chung sức cùng làm với bà con nữa. Trước đây những cái vùng đất đồi như thế này là bỏ hoang, thế bây giờ là bà con đã là nhận thức được từ cái chỗ là chúng tôi xuống sâu sát tuyên truyền vận động bà con cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con để là lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời là cùng bắt tay chỉ việc cho người dân để là thực hiện các cái mô hình phát triển kinh tế. Những năm trước đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thường xuyên diễn ra tại xã Trường Sơn. Thế nhưng nay hủ tục này đã không còn nữa. Thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Văn Tráng. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Ông đã đến từng nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con dân bản hiểu về hậu quả tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với thế hệ con cháu mai sau. Nhờ vậy dần dần người dân ở đây ai ai cũng hiểu và từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu này. Đồng chí Tráng là thường xuyên đi sâu, đi sát đối với các bản Vân Kiều, đặc biệt là các bản ở xa, trung tâm.
tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đồng thời là tuyên truyền các cái khoa học kỹ thuật cho người dân. Từ đó họ đã thay đổi rất là nhiều về công tác sản xuất cũng như cái nếp ăn, nếp ở. Gần 5 năm gắn bó với công tác mặt trận, ông Nguyễn Văn Tráng luôn tâm niệm rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là mục tiêu động lực để ông hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng và nhân dân. Như lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên căn dặn cán bộ mặt trận, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần cuối chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Với sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng chức năng cùng với ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân, từ 15 giờ ngày 5 tháng 5 đến 15 giờ ngày 6 tháng 5, toàn tỉnh không có vụ tai nạn giao thông cũng như ùn tắc giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 72 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 75 triệu đồng với các lỗi chạy quá tốc độ quy định 32 trường hợp, chở người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định 5 trường hợp, không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 8 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 8 trường hợp, tự ý thay đổi kích thước thùng xe không đúng kích thước của nhà sản xuất 5 trường hợp, quá nồng độ cồn quy định 5 trường hợp, các lỗi khác 9 trường hợp. Người điều khiển phương tiện hãy làm chủ tốc độ và chú ý quan sát khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc đầu tuần hiệu quả và luôn an toàn khi đi lại trên các tuyến đường. Thời gian qua, tình hình an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt có nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn chủ yếu giữa tàu hỏa với ô tô, tàu hỏa với mô tô, xe gắn máy. Trên 90% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại những đường ngang không người gác và các lối đi dân sinh. Theo quy định của luật giao thông đường bộ, trên những đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt thì phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Để đảm bảo an toàn khi vượt qua đường sắt, người tham gia giao thông cần tuân thủ. Tại đường ngang đường sắt có dàn chắn, cần chắn. Khi dàn chắn, cần chắn đang di chuyển hoặc đã đóng, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách dàn chắn, cần chắn tối thiểu 3 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người và phương tiện đường bộ phải dừng đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại đường ngang đường sắt không có dàn chắn, cần chắn, đèn tín hiệu và chuông báo động, người và phương tiện đường bộ phải dừng lại và quan sát cả hai phía. Nếu có tàu đang đi tới thì phải dừng lại đúng phần đường quy định và cách đường ranh gần nhất tối thiểu 6 mét. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3 mét, chỉ cho phép người đi bộ, xe đạp, mô tô, xe máy, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại. Tại các lối đi dân sinh giao nhau với đường sắt có chiều rộng nhỏ hơn 3 mét, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ mô tô, xe máy. Người và phương tiện đường bộ đến các vị trí này phải chú ý quan sát cả hai phía, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới. Hãy biết dừng đúng lúc khi qua đường sắt. Chương trình Quảng Bình ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 7 tháng 5 năm 2018. Khu vực miền núi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 96%. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 61 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 93%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 5 năm 2018, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, độ ẩm từ 43 đến 97%.